Chào các bạn. Hôm nay mình không ăn cơm, mình sẽ ăn rau. Thì mình cuốn những thứ này lại. Đây là nửa cái hành tây, nửa cái bắp cải, một cái củ cà rốt và ngò rí các bạn. Bên đây là mấy miếng đậu hũ, là 4 miếng. Thì đậu hũ này mình sẽ chiên, mình cuốn chung với rau. Mà trước khi cuốn rau này á, không phải là rau sống, cho nên mình xào với dầu ô liu các bạn. Thêm một chút xíu bột nêm. Thì cái dinh dưỡng của người già mình thích như vậy, mình ăn như vậy. Ăn như thế này thì nó được giảm béo, là giảm đường, giảm mỡ trong máu và sạch gan. Bây giờ mình xắt những cái thứ này ra nhuyễn nha các bạn. Các bạn ơi, rau mình đã xắt xong rồi nè. Bây giờ mình đi chiên đậu hũ trước nha các bạn. Thì trước tiên chúng ta bắt cái bếp lên, chúng ta đổ dầu vô. Dầu này là dầu chiên của mình nè các bạn. Cooking oil nè. Còn dầu xào là salad oil, mình ăn kỹ lắm. Còn cho bạn đời mình ăn thường xuyên là mình ăn cái này, dầu ô liu nè, trị tim mạch nha các bạn. Tim mạch này là vitamin E rất là nhiều. Còn bây giờ mình chiên đậu hũ là mình chiên dầu cooking oil. Cái dầu này nó lâu có khét đó các bạn, nó không có cháy hỗn bằng cái salad oil. Mình ăn mình nghiên cứu gì đó các bạn ơi. Bây giờ mình cắt cái miếng đậu hũ này ra nha. Cắt cái miếng đậu hũ này ra làm như thế này nè. Đặn một lát mình cuốn cho nó dễ nha các bạn. Nó dài như thế này nè. Đó. Mình để vô mình cuốn cho nó dễ. Đậu hũ với rau. Già là mình ăn như vậy các bạn. Tiểu đường, tim mạch, huyết áp chứ là ăn chay. Nó hơi to nha các bạn. Lát mình cuốn nó với rau đó. Để này cuốn luôn khỏi trộn vô rau. Nhưng mà mình ăn mình nghiên cứu, mình thường mua đậu hũ trắng về mình chiên. Chứ mình không có chiên đậu hũ, mua đậu hũ ta chiên sẵn nha các bạn. Tại vì cái dầu của người ta là dầu chiên đi chiên lại, mình không biết như thế nào. Mình ăn kỹ. Dầu của mình thì mình điều chỉnh, nếu mà khét quá thì mình bỏ, còn không khét thì mình chiên nước thứ hai mình cũng bỏ nha các bạn. Bỏ, mình không bỏ xuống cống đâu, không bỏ xuống cống, không rửa xuống cống, nghẹt cống. Mình bỏ vô một cái thùng nào đó rồi mình để đó, mai mốt mình làm cái khác, có thể là mình nấu xà bông hay là cái gì đó. Đây, bây giờ mình xào rau nha các bạn. Rau này không phải là rau sống, mình ăn mình phải xào thôi. Hơn nữa già cái ruột mình và cái răng mình nó cũng đã yếu rồi. Đây là dầu ô liu nè, bỏ vô một ít. Củ hành tây ăn cũng tốt lắm nha các bạn. Hành tây thì kali canxi nhiều, ăn nó cũng giảm béo tốt lắm đó. Bỏ củ hành vô trước nè, xào cho củ hành nó thơm. Ở nhà mình ăn giặt không chứ không có ăn cơm các bạn ơi. Cơm thì bạn mình ăn, ở nhà có hai người à, muốn ăn gì ăn, ăn tự do. Nhưng mà mình nó thì ăn vặt nhiều hơn, ăn như thế này đâu có cần cơm đâu, không cần cơm. Cà rốt nó sẽ lâu chín mình bỏ trước, bắp cải cũng lâu chín. Còn cái này để lại nha các bạn, ăn sống để lại mình lát mình trộn sao. Các bạn xào lửa lớn là nó không có ra nước, lát mình dễ cuốn nha. Không ăn đường, mình bỏ vô một chút xíu bột nêm. Tại vì nước chấm của mình nó có đường rồi. Đó. Ăn cho nó ngon nha các bạn. Bỏ chút xíu bột nêm, chút xíu tiêu đi ha. Tiêu ăn nó cũng ngon, nó dễ tiêu hóa. Cho nó thơm thơm. Rồi, chúng ta xào. Xào nó gần chín thôi nha. Các bạn ơi, rau mình cũng đã xào rồi. Cái đậu hũ mình cũng đã chiên rồi. Bánh tráng này, bánh tráng dẻo nha các bạn.
năng dẻo nó to bản hơn nhưng mà nó mỏng dữ lắm. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuốn thôi. Chúng ta để miếng bánh tráng lên. Bánh tráng này mình gấp lại nó đứt ra chính giữa nè các bạn. Mình sẽ gấp lại như thế này. Mình xịt nước lên nha các bạn. Xịt ít thôi. Rồi. Mình gấp rau mình để lên. Mình để lên ít cọng ngò. Cho nó có màu xanh nha các bạn. Rồi mình để lên một miếng đậu hũ như thế này nè. Mình gói nè. Cũng dễ gói tại vì bánh tráng này là bánh tráng dẻo. Đó, mình cho hai cái đầu nó vô. Bánh tráng dẻo dễ gói lắm các bạn. Đây. Rồi, cuốn vô. Cuốn vô. Rồi, chúng ta được một cuốn rồi nè. Tiếp tục làm nha. Các bạn ơi, cuốn rau của mình đã xong rồi. Mình muốn chấm với cái gì cũng được nha các bạn. Nước tương hoặc là tương cà, tương ớt hoặc là tương đen cũng được. Nhưng mà mình không thích tương đen bởi vì tương đen thì nó đi theo đậu phộng rồi nhiều lắm. Đường cũng phải bỏ vô nữa. Thì mình tránh đường thì mình ăn tương cà, tương ớt nha các bạn ha. Xin mời.